Bình thường, khi mua máy mới, khách hàng sẽ trực tiếp vào cửa hàng xem xét kỹ lưỡng trước khi mua. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội giữa lúc dịch bệnh COVID-19 còn khó lường, nhiều người lại tới các cửa hàng điện thoại mà việc mở hộp xem máy và thanh toán ngay trên vỉa hè. Trước cô đi mua điện thoại là cô phải mua trong cửa hàng. Mua trong rồi, rất là lịch sự. Từ cho tới mua, cho tới sửa, cho tới những cái linh kiện nó có hư một cái gì thì vô chổng ngồi sửa. Mình ý kiến mấy em kỹ thuật viên đó, nó sửa cho mình, cũng hài lòng. Nhưng mà bây giờ vì tình hình chung thì mình phải tuân thủ vì sức khỏe của cộng đồng. Điện thoại cũ hư nên khi thành phố vừa cho phép người dân có thể đi lại, bà Sử Khắc Phúc đã quyết định mua luôn điện thoại mới để dùng. Do cửa hàng thông báo chưa thể giao dịch bên trong cửa hàng theo quy định nên bà được nhân viên tư vấn ngay trên vỉa hè. Các em nó ra nó tư vấn. Nó tư vấn rồi nó đem ra cho mình rồi chỉ hướng dẫn cho mình sử dụng. Và các em nó giải thích rồi mình thấy mình coi mình chấp nhận từ hình ảnh giá cả. Rồi mình ưng thì các em nó vô nó làm cũng nhanh, rất nhanh. Mua cái điện thoại mà mua thực giao dịch trực tiếp ngoài đường như thế này thì cô có lo lắng không? Vì dịch rồi thì lo chứ, nhưng mà đều cảnh giác. Mình phải cảnh giác, cái đó là tài sản của mình thì mình phải tự lo liệu. Nhiều người đã tìm tới các cửa hàng điện thoại trên đường Trần Quang Khải ở quận 1 để sửa chữa, bảo hành hoặc mua thiết bị mới. Do những ngày dịch bệnh, các cửa hàng đều đóng cửa và họ cũng không thể đi ra ngoài. Cũng lâu rồi chứ giờ dịch quá, giờ không có điện thoại đi trong công việc đó, nên khi mà hết giãn cách thì cũng mở cửa được thì cũng nhiên là phải tranh thủ đi mua để có điện thoại đi xài chứ. Tại làm việc trên mạng nhiều cái trùng khó liên lạc. Thì nhưng mà khi ra đây, khi mà ra đây thì lại tiếp dân ở ngoài chứ không được vô trong. Nói chung chắc tuân thủ 5K vậy đó. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc trực tuyến nhiều tháng nay. Do điện thoại hư nên anh gặp không ít bất tiện. Vì vậy, ngay chiều ngày 1 tháng 10, khi nghe cửa hàng điện thoại mở cửa, thì anh đã chạy xe từ quận 12 về quận 1 để mua ngay chiếc điện thoại mới. Bất tiện là mình sẽ không được làm việc trên mạng nhiều như là mấy cái ứng dụng Zalo này nọ đó. Mình phải làm việc trên máy tính thôi. Nó cũng nhiều cái bất tiện mà mình không có làm việc được thôi. Có trường hợp máy hỏng trong thời gian còn bảo hành nhưng do dịch không đi bảo hành được. Tới thời điểm hết dịch thì cũng là lúc hết bảo hành. Cái này là nó hết bảo hành. Nhưng mà trước khi hết bảo hành ấy, là em bị hư, em mới gọi điện cho người ta nốt lại thông tin rồi. Em gọi điện đi đâu ạ? Gọi điện xe 4S. Xe 4S là bảo rồi đúng không? Đã bảo là người ta nốt lại thông tin, sau này phát hiện cách thì đem qua nữa. Đang trong dịch thì tự nhiên máy tính màn hình nó bị hư. Kiểu bật nguồn thì nó không lên. Nó bỗng nhiên bị dậy nhưng mà hên là vẫn còn bảo hành. Cuối tháng này có gọi đăng ký trước. Bây giờ chờ hơi lâu để tới bảo hành thôi. Tôi đang bắt đầu là sinh viên năm nhất của đại học ấy. Người ta bắt đầu học online hết rồi. Nên việc không có cái laptop nó hơi trục trặc để cho việc học online của em. Nên em cần sửa gấp. Trong ngày đầu mới mở cửa, do lượng khách đông nên các nhân viên cũng phải hoạt động liên tục. Từ tư vấn bán hàng đến giải quyết bảo hành sửa chữa. Thì sáng nay lượng khách khá là đông, thì cũng thấy xe rất là nhiều khách đến, thì chủ yếu bảo trì với lại mua những cái sản phẩm mà laptop mà để về phục vụ học online. Hiện tại thì bên em đang có 4 bán hàng và 1 kỹ thuật. Sáng giờ các bạn thì cũng làm việc liên tục, chưa có ăn uống gì hết. Để vừa phục vụ khách hàng, vừa đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh, những cửa hàng cũng thông báo và hẹn thời gian khi thấy lượng khách tập trung quá đông. Mặc dù việc mua hàng trên vỉa hè còn nhiều bất tiện, nhưng đa phần khách hàng vẫn chấp nhận và nhanh chóng rời đi sau khi mua được sản phẩm.